Trước khi công khai mang thai, Mâu Thủy từng cùng bạn trai Tình Tứ lộ diện. Hiện khán giả đang rất tò mò về những thông tin xoay quanh nửa kia của Mâu Thủy. Mới đây trên trang cá nhân, Mâu Thủy bất ngờ công khai thông tin mình đang mang thai 6 tháng khiến cộng đồng mạng bất ngờ. Cô cho biết tin vui đến bất ngờ, nhưng đây cũng là niềm hạnh phúc mà mình đã ao ước từ lâu. Cô chia sẻ, trước đây lúc 18, 19 tuổi Thủy từng mong muốn năm 24 tuổi mình sẽ có con. Nhưng tới 24 tuổi lúc ấy đang vui, đang chơi hết mình, còn nhiều điều chưa làm được và những ước mơ của mình đang thực hiện và 24 tuổi vẫn còn trẻ chán. Chắc thôi 28 tuổi nhé Thủy ơi. Và 28 tuổi nhiều biến cố xảy ra, điều kiện không thuận lợi để thực hiện chuyện sẽ có con nên Thủy để lời hứa hẹn này cho thời gian sau. Nhưng có một người chị hỏi Thủy rằng, Thủy, em có từng có suy nghĩ làm single mom không? Không, em chưa bao giờ muốn như vậy, em rất may mắn sống trong một gia đình hạnh phúc. Và em cảm nhận rất rõ ràng sự đầy đủ cảm xúc trọn vẹn đó và em mong muốn sau này con em cũng sẽ có được điều ấy. Sinh muộn chút cũng được, tại vì em nghĩ những single mom chắc phải mạnh mẽ lắm, mà em chưa đủ mạnh mẽ như vậy. Và thế là Mô con gõ cửa bất ngờ trong sự ngỡ ngàng tưởng rằng sẽ hạnh phúc lắm nhưng không, bao nhiêu sự lo lắng, bất an, run sợ về cái tính lo xa của mình. Mới có 2 tháng là tính con sẽ học trường nào, sau này ra sao, rồi thế nào mốt nó lớn cũng ra mình thôi, đang là một người vui đang chơi bất ngờ làm mẹ. May sao có ba của Mâu con luôn trấn an mình và luôn ở bên chăm sóc mình. Đến nay Mâu con đã được 6 tháng cứng cáp hơn rồi mới dám khoe với bà con, cô dì chú bác. Không mong gì hơn chỉ mong con khỏe và ra đời với sự chào đón của cả thế giới này. Trước thông tin này, cộng đồng mạng bất ngờ đào lại được những hình ảnh Mâu Thủy đi dự một sự kiện cách đây 1 tháng cùng nửa kia. Cặp đôi công khai xuất hiện cùng nhau và trao nhau nhiều cử chỉ tình cảm, ngọt ngào. Lúc này, Mâu Thủy đã để lộ vòng hai lùm lùm, kém thon thả, nhưng không ai nhận ra. Được biết trước đó, vào tháng 7 năm 2022, Mâu Thủy đăng tải trên trang cá nhân hình ảnh cô nhận lời cầu hôn từ bạn trai, khiến công chúng vô cùng bất ngờ. Trong ảnh, Mâu Thủy mặc đầm trắng xinh đẹp, còn bạn trai thì quỳ gối cầu hôn cô bằng nhẫn và một bó hồng lớn. Nàng hậu chia sẻ, ai bảo em không có chồng. Giờ đây đã có đường hòng mà ganh. Bên dưới bài đăng, Mâu Thủy cũng đăng tải hình ảnh nhận nhẫn từ bạn trai kèm dòng viết, yết, y do, dịch, vâng, em đồng ý. Hiện tại, tuy danh tính nửa kia của Mâu Thủy chưa được tiết lộ với công chúng, song có thể thấy chồng sắp cưới của cô có ngoại hình cao giáo điển trai chuẩn soái ca. Đồng thời, anh còn rất yêu chiều người đẹp, công khai tháp tùng cô đến các sự kiện. Khán giả hiện rất tò mò về những thông tin xoay quanh ông xã tương lai của người đẹp.